Sau một hồi vất vả thì anh em mình đã chuyển được nhà rồi nhá mọi người nhá. Anh em mình đã chuyển từ vùng trũng lên vùng cao, tức là từ trên tầng xuống dưới đất. Đấy. Nó an toàn hơn một tí, gọi là vững chắc hơn, nhưng mà nó không được gọi là mát như cái ngôi nhà đầu tiên, nhưng mà nó vẫn mát lắm. Bây giờ chỉ mong ông trời ủng hộ cái là đừng có mưa thôi. Nào. Đấy nha mọi người nhá. Em sẽ dán nốt cái của em nhé. À chào ơi. Em sẽ nướng cái quả này theo phong cách ông chú Tây, ông chú rắc muối. Wow. Tí nữa mọi người sẽ biết sự khác biệt của bò Mỹ nó ở đâu nha mọi người nhá. Vậy là hôm nay anh em mình khánh thành hai ngôi nhà liền. Một ngôi nhà gọi là trên đỉnh nóc nhà, và một ngôi nhà ở dưới đất. Rất là buồn khi mà anh em mình đã hỏng mất một ngôi nhà. Nhưng mà không sao cả, cuộc sống luôn có những lúc khó khăn mà. Thôi, anh quan trọng ý đi. Cuộc sống mới chả cũng đơn. Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Nếu yêu em không được thì anh sẽ yêu đi, đi yêu người khác. Nếu nắng không chịu được tao chuyển xuống đây nó mưa. Mà thời tiết ở Vương rồi nhỉ, đang nắng to hoa cả mắt mà tự nhiên chuyển xuống đây bắt nó mưa. Đâu, chưa mưa. Chuẩn bị mưa. Đừng có mưa là được. Đấy, nào. Hôm nay anh em mình sẽ làm quả tiệc ngồi này, hơi bị ok luôn nhé. Mát, được cái là rất là mát nhé mọi người nhé. Sơn. Thơm chưa? Mọi người cảm thấy mùi thơm chưa? Siêu. Chưa, người ta chín rồi chắc. Đấy, tuyệt vời đấy. Nấu món này nó phải thả hồn vào mọi người ạ. Cứ phải từ từ. Uầy, mọi người có thấy gì không? Mưa. Ông trời hôm nay không ủng hộ anh em tam lao rồi. Cho mưa, mưa này. Trời hơi dày rồi. Anh em mình thích ăn kiểu sống sống máu me một chút ấy. Đây là thịt bò Mỹ chuẩn 100% đấy nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cắt ra cho mọi người xem này. Để cho nướng cho nó nhanh chứ không mưa này sẽ toàn. Đấy. Em sẽ không cắt nha. Đấy, một nửa thôi, nướng một nửa thôi. Dầu ăn nào. Ghét. Không biết là mình có làm giống ông đấy không nhỉ? Mà ông đấy chắc gì đã làm ngon mà anh em mình đang cốt quét đấy. Qua bao nhiêu quả học nó ăn nó đẳng cấp luôn. Quả này sập nhà tí nữa thì hai đầu bếp đi. Mọi người không nên học theo anh em mình nhá, kể cả những cái trò chơi trốn tìm anh em mình là sẽ làm mà nó các bạn nhỏ không được học theo, tại vì nó sẽ nguy hiểm với các bạn nhỏ. Vì sao mình bảo nguy hiểm? Vì khi mà nhà băng nền nước nhá, mà ổ điện không để trên cao ấy là giật cái toi đấy, nên là không được phép học theo anh em mình nhá. Anh em mình là thợ điện thì dám làm thế đấy. Được rồi không? Ông của mình chỉ ăn như thế thôi nhé mọi người nhé. Tại vì sẽ chín quá là mình sẽ chín quá. Bây giờ sẽ để ra đây cho nó nguội đi đã. Chỉ cả hơi nguội nguội một tí thôi. Nếu mà cắt nóng này ra ấy, thì ở trong phần trong thịt nó sẽ chưa được ngấm cái hơi nóng. Thế nên là nó sẽ không, nó sẽ đại khái là không chín. Cắt như năm
không ngồi sang bên này. Mình sẽ cắt thử một miếng sườn cho mọi người xem nhá. Đây. Miếng sườn của bò Mỹ này. Ui, em thích ăn cái sườn đấy nhá. Sườn nó mới ngon. Tạt sườn này. Anh cắt lầm. Nó rất là mềm nhá mọi người. Nó không như thịt bò ta, thịt bò Việt Nam. Miếng này là hàng tí nữa thì lỗi tí nữa thì phá hoại rồi đó đó khéo tí nữa thì rồi mà lại cà chưa vụng về đấy rồi giờ sẽ làm một rảnh nha, thử một rảnh xem nó giống ở bên Tây không nhá. Đó, bên Tây nó sẽ thái một rảnh to thế này này đấy. Sẽ nhiều thịt vào. Ý. Đây. Anh ơi, anh thái đến đâu em ơi? À không, bị em tự thái. Thái gì? Thái gì? Đây, thái thịt nữa. Anh cho em mượn cái thốt. Từ từ, lật cái này. Ý. Để nhỏ lửa. Đấy. Để em. Đây. Thơm này thơm hai thịt chín. Wow. Thế nào? Ok không? Ok không? Hai này. Tao bọc nhé. Úi giời. Úi. Không, của mày chưa ăn chua. Của mày bị sống quá mày biết tại sao không? Của mày dày quá. Chúng mày bị dày quá rồi. Nướng lại đi. Bỏ cái ra. Đấy. Ý tôi không mặn muối mình. Muối ta chứ không phải muối Tây đâu. Đáng nhẽ phải dã muối ra. Đến tí nữa. Phụ bản kém đấy nhỉ. Mặn ui. Thế nào? À đâu. Ui, mọi người không được học theo Mao Đệ nhá, cho dao lên mồm là rất là nguy hiểm đấy. Đây này, cho mọi người xem miếng của mình mới là miếng đẳng cấp. Ngon cực mọi người ạ, ngon lắm. Đấy, thấy chưa? Quay đẳng cấp đấy. Chưa chín hẳn. Của em mới chín hơn. Không được, nó sống quá. Cái này chứ ổn lắm. Nó chín chín tí. Đấy. Ok, mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy nhỉ. Được rồi. Cái thịt bò này nó ngọt lắm mọi người. Bây giờ thơm. Bây giờ mình sẽ làm tử tế một cái miếng sườn này. Không để sống như thế này mà cũng không để chín quá nhá. Người nước ngoài người ta hay thích ăn kiểu tải tải sashimi vậy nhỉ. Mình ăn thử xem ngon không? Đúng rồi. Mà bò nhà người ta là bò siêu đặc tiêu chuẩn á. Còn người ta bò ngon á. Bò này chắc nói chung là cũng là loại loại CD, EZ gì đấy. Nếu mà bò loại A thì không mua được mà có tiền của mình mua nào. À gì nhỉ? Người ta còn là thái cái con bò sống này này. Thái ra nhá, thịt sống nhá. Người ta làm sốt nọ sốt kia chấm ăn sống. Sốt nọ sốt kia là sốt gì? Sốt thái sốt tủng gì ấy. Mất điện nhỉ? Mất
chấp nhỏ thì cái miếng thịt này nó thái lại được miếng này. Chấm ở đây là đây là nước chấm bột bò này. Anh phải muối ngon hơn. Mình sẽ trông miếng này cẩn thận. Thôi nè. Mày biết gì không? Khánh thành nhà mà lại không có bia. Đúng rồi, lại chẳng có coca. Bí hay là bí? Mày đi mua đi. Anh đi mua đi. Mày đi mua đi. Mày em trông cho. Không. Em làm vua đầu bếp ấy. Mày trông miếng này sao? Không. Không an tâm lắm. Em không ăn hết đâu, cũng tẩy lên rồi. Biết rồi, tao đang ở miếng này. Miếng thử tế. Bây giờ mới thấy được cái tác dụng của ngôi nhà băng của anh nhà, ngôi nhà đá của anh em mình. Mát thế, diệt thế, buồn thế. Nắng thế này nó mới có tác dụng này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chuẩn của một miếng nướng chuẩn. Lúc nãy anh em mình nướng chưa chuẩn mọi người ạ. Bây giờ nướng chuẩn này. Đấy, không biết miếng này chuẩn chưa? Mình đang ngồi hóng ngay cái quả sườn. Mình sẽ cho nó xém xém một tí nhá. Đấy. Không biết là ngon đến chừng nào. Cho nó xém xém một tí. Xong anh ơi, anh thấy anh thái anh chắc muối mất. Ấm. Đấy, con dao của anh đang đâu rồi? Dao của anh bên kia rồi. Đấy. Dao nhọn nhọn đâu? Anh ạ. Ừ. Anh làm em đợi hơi lâu rồi đấy. Đấy, thấy giờ vẫn sống ở trong này. Nhưng mà sống nó mới chuẩn vu mọi người. Nhưng mà sống nó phải sống chín tới ấy. Chứ không phải là sống đấy. Được rồi. Hai miếng này sẽ yên tâm là sẽ có một miếng như tây luôn. Ngon luôn. Anh phải thắng mỏng nha. Giống kiểu chú tây máu mồm đấy. Ok. Thì đấy làm hơi bị tốn nước dãi của em đấy. Ông đấy là tên là gì nhỉ mọi người? Tên là Dubai. Rắc muối là tên này quên mất rồi. Sao lâu mà nhớ chưa? Không nhớ. Trông. Rồi, bây giờ sẽ thử xem miếng này trước nhá. À đâu, từ từ chưa? Nó cũng phải bạch bạc. Ai giải đất tiêu. Lật lên đấy. Thơm luôn nhỉ? Thơm luôn. Còn thành mỹ luôn. Chuẩn chuẩn bài luôn, chuẩn men luôn. Đấy, bây giờ thử cái miếng này trước nha. À đâu, thế nào nhỉ? Ui da. Anh ơi, đúng rồi anh ạ. Ây. Kéo anh làm xong trong rồi. Chuẩn bài chưa? Dẫn anh đi làm đầu bếp. Có muốn thêm chín thêm tí nữa không? Không. Thế rồi. Thế này á? Vâng. Thế mới chuẩn mà. Thái trong một miếng anh phải gõ vào thơm quá. Đấy. Bỏng. Ừ.
bỏ ngủ mẹ nữa. Đấy. Bỏ vào đi. Thôi, ông ấy mặn lắm. Muối nhà mình, muối trắng đấy, nào. Đấy, thành giặc không ăn thua. Mày tránh ra, tao đi vào trong kia cái em nắng. Em chọn cái miếng ngon đến đây này. Nắng quá. Dubai thế này, nó còn đu. Đây à. Mình thích chấm với nước sốt này hơn. Chấm này nó mặn nó phải đỏ đỏ như thế này nha mọi người nhá. Nằm có tí gân nữa kìa, ngon thế này. Vậy là thành công rồi đấy. Ở video sau mọi người sẽ anh em mình sẽ chế cho mọi người xem một món bò tây nướng kiểu ta kinh điển luôn, mời mọi người nếm đi. Em phải ủ lạnh nữa đó. Tí nữa mình sẽ nướng ngon hẳn cái miếng này, mọi người xem đã mắt thôi. Còn miếng này Mao Đệ nó thích ăn kiểu đỏ đỏ như thế này. Ngon mà anh nhỉ. Ngon được. Cái thịt bò ta ấy thì nướng nó không được kiểu nó như thế này đâu nhá. Nó khác lắm. Nhìn nó khác biết ngay luôn. Nó tâm trí à. Thịt bò ta để tủ lạnh thì nó sẽ không được như thế này. Nhưng mà đây của anh em mình là thịt loại này. Lại B thôi, lại gọi là lại C thôi. Lại D. Này sẽ ok hẳn luôn. Này. Ui giời, lạnh thế. Đấy. Đấy, cái này của em lạnh rồi đấy. Bây giờ phải bỏ này. Nằm ở đây hưởng thụ một tí đã. Có cái chỗ ấy. À, lại. À. Có cái chỗ ngon nhất, mát nhất. Cảm ơn mọi người nha. Mà đọc phê không? Buồn đầu. Phê không? Đấy. Dạ. Sắp ăn đấy. Ok luôn, nào. Sẽ... ấy chưa hết. Chỗ này sẽ cái này. Anh để vào cái đĩa muối thôi à. À. Cái nốt chỗ này đó. Chỗ này đặt nha. Để em xin một cái. Đây. Đấy. Wow. Em chỉ thích ăn cái muối thôi này anh. Tuyệt. Hả? Muối trắng đáng nhẽ có phải giã ra cơ ở đây này. Sẽ ăn theo kiểu này mới kẹp. À thôi. Đó. Tuyệt bán. Tuyệt mai ăn. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ cui cái miếng này nhá. Xem cái miếng chính của anh em mình đây nhá. Anh ơi cho em cái miếng gặm xương ấy. Miếng gặm xương á, từ. Em không thích cái kia đâu. Trong xương thì chắc chắn là nó sẽ sống. Nhưng mà sống mức cần thiết hay là mức quá mức thì không cần chưa biết nha mọi người nhá. Chưa được. Cần thêm khoảng tầm một ít nữa. Cắt cái xương vào cho em. Thêm một ít thời gian nữa. Anh cắt một cái đất đầu này cho nó áp được cái xương xương. Đấy. Đấy. Cần thêm một ít thời gian nữa. Em xí cái này nhé. Ok. Xí cái này.
sở thụ. Thôi hưởng thụ gì đã. Nhưng mà hưởng thụ kiểu này cũng không áp lưng được vào. Áp lưng vào thì nó lạnh. Buồn. Mà ra ngoài nắng cái thì nó... Anh ơi, em thích cái kiến trường này. Anh phải đủ 100 gói đá rồi. Gói đá vào đâu? Mười hưởng thụ hoa quả. Từ này đủ cho mày... Lại còn mới đầu mình tưởng là nó nhanh tan đấy mà cũng lâu ghê. Ok phết. Sau mọi người muốn anh em mình làm một cái thử thách không? Tệ nha. Cô cơ anh ạ. Sẽ vào một cái phòng khoảng độ tầm 5 đến 7 mét vuông thôi, xong thả đá vào đấy gọi là gần như kín phòng. Ai là người rời khỏi phòng đá cuối cùng là người giành 10 triệu đồng. Ok không? Ok luôn. Mình là người chịu rét tốt nhất. Nhưng mà mình sẽ đứng ra làm trọng tài. Mình sẽ đứng ra làm trọng tài. Mình thì nếu mà chơi cái trò đấy thì mình chắc chắn là mình sẽ giành chiến thắng rồi. Thôi oai, cũng cho anh chơi đây, làm sao? Tại vì sao? Đến cái gì này. Đấy, thế nhá. Nhưng mà con chuột nó không có. Bộ áo da này cũng có. Bộ áo da này đã tồn tại khoảng bao nhiêu năm tháng, 3 năm tam mao rồi anh nha. Ui, cái quạt trường đi cử em. Anh lượt lại đi. Anh phải chặt một cái đoạn trụ rồi nó mới áp được xuống. Ok, chặt ra nhé. Em thích cái quạt trường trụ này rồi. Ngon. Anh chặt một cái mấu đấy đi. Chặt vào mấu này nhá. Rồi. Ok. Thế là áp được xuống này. Ok. Con này ngon đấy. Con này ngon này. Em xí vào đấy nhá. Ok. Xương để cho chó. Cho chó. Chó hơi dữ. Anh lọt đi. Lật cái đầu bên này chưa được áp bao giờ. Đấy. Của mày áp cái là chín luôn. Đấy. Đấy nha. Đấy. Ui anh ơi, cho em cái trường ra đi. Ngon ngon ngon. Thế thôi. Không được chín mất. Đấy. Chín. Trường của Mao Đệ nhé mọi người nhá. Ui, miếng trường này. Ngon chưa? Đấy. Ui, rồi. Còn đây là món. Ui. Thịt của mình. Em phải đợi nguội nguội một tí em mới ăn được. Chờ anh tí, chờ anh tí. Cho chung một lò. Bây giờ thì khả năng là ok rồi đấy mọi người. Cái mế này thì hơi sống nhá, nhưng mà sống thế này ăn mới ngon. Ngọt. Không biết ông Tây ông làm siêu đấy nhỉ. Đấy. Ok. Muối đâu, muối đâu? Muối của anh đâu? Muối đâu? Đây. Bây giờ sẽ đi. Chắc rồi. Dục. Thêm nước sốt thần thánh nhá. Ui, thế cho em xin miếng quả nước sốt đấy. Em ăn giao lưu. Rồi. Nào, đưa cái thớt này đây. Rồi. Đấy. Giờ thì nhìn nó không còn là sống sống nữa nhá mọi người nhá. Nó rất là ngon rồi. Tái tái. Úi da, thế thôi. Kiểu thịt tái tái á. Ăn dần. Đấy. Úi da. Ok chưa? Rồi. Ok luôn, ok luôn. Đẹp lắm rồi đấy. Anh lấy ghế của anh vào à? Không phải ghế, ngồi. Thế thì anh để cái ghế ở đây để bắt vào đây để ngồi. Để. Ok. Em phải thử một miếng. Nào, ngồi lui vào, ngồi lui vào, ngồi lui vào. Nắng nắng. Đây chưa? Wow. Ăn cái này phải dùng tay một lần đấy.
Ừ. Mọi người nhá. Ừ. Ừ. Anh có đem cái gia vị chưa? Thơm. Quá tuyệt vời luôn. Ừ. Thơm đá luôn à? Ừ. Mời. Láo là định đến. Mày định đến làm khách à? Ăn vui. Mọi người có ý tưởng gì về những ngôi nhà đá hoặc là nhà băng hay là cái gì cứ comment anh em mình nhé. Trời. Tuyệt vời mọi người. Miếng này nhìn hấp dẫn không mọi người? Mời tất cả mọi người nha. Ôi sao. Thơm á. Tuyệt vời luôn mọi người. Khỏi cần nghĩ luôn. Cho xin miếng xương thử xem nào. Sườn 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 này mình ngon, thấy ngon. Ngon nhỉ. Tuyệt vời. Trong này nó gân gân mà nó đang trong sống ấy, ngon nữa. Ở trên mình á, cái đá túi này chỉ có 6.000 một bịch à thôi. Hôm nay anh em mình mua 50 túi hết có 300.000 thôi. Nếu mà mọi người có ý tưởng gì về đá này, với nhà đá rồi các kiểu, nhớ comment ở bên dưới để anh em mình sẽ thực hiện cho mọi người nhá. Thực hiện cho mọi người xem một có nên là không định đem đá thả ra ao nhưng mà sợ cả chết. Thôi. Muốn đấy. Anh em mình thử nghiệm đi. Đúng nào nhé. Mình mang một con chấm đen về thôi. Cháu to 50 túi đá vào. Cho con chấm đen bơi đây cùng mình. Cháu ơi. Ai chịu được lâu hơn. Ok. Nếu mà nó chết thì mình chết. Còn mình không chết được đâu. Còn mình chết thì nó thịt à. Thôi. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Với lại ông trời cũng không ủng hộ nữa. Lại chuẩn bị mưa tiếp rồi mọi người ạ. Cứ tắt nắng cái là mưa. Dạo này mùa mưa mệt lắm. Nắng thì nắng nóng mà cứ 10 phút lại thay đổi chất tường. Hẹn mọi người clip sau nhé. Anh em mình sẽ đây. Hẹn mọi người clip sau. Đấy nhá. Để cho mọi người xem. Anh em mình sẽ chế biến thịt bò Mỹ theo kiểu Việt Nam như thế nào nhá. Theo kiểu Tam Mao. Rất là nhiều thịt. Đây mà nướng cả tảng. Ui dồi ôi. Phê lắm. Ôi, chào tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh ủng hộ anh em mình nhá.